Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Surface Việt và mình là Hiền Phương. Surface hiện đang là một trong những mẫu máy tính được nhiều người Việt yêu thích nhất hiện nay bởi thiết kế tinh tế, sang trọng cùng với cấu hình tương đối mạnh mẽ của dòng máy này. Nếu bạn là một người bố, một người mẹ đang muốn mua một chiếc laptop nhỏ để giúp cho con học tập, hay là một bạn sinh viên đang tìm một chiếc máy tính nhỏ gọn, giá cả hợp lý để phục vụ cho việc học, thì Surface Go 2 sẽ là một chiếc máy mà bạn không thể bỏ qua. Vậy dòng máy này có đặc điểm gì nổi bật? Tại sao nó lại phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên? Hãy cùng Hiền Phương tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Đầu tiên là về phần thiết kế. Surface Go 2 sở hữu thiết kế vô cùng nhỏ gọn, được làm từ chất liệu ở hộp kim magie màu bạc với phần viền bo cong mềm mại, đem đến sự thoải mái khi cầm nắm. Với trọng lượng chỉ hơn 0,5 kg, Surface Go 2 thực sự là một trong những chiếc laptop chạy Windows nhỏ gọn nhất hiện nay. Nhờ kích thước nhỏ như vậy mà bất kể là trẻ em hay là những bạn nữ đều có thể cầm nắm sử dụng thiết bị cả ngày mà không lo mỏi tay. Ngoài ra, kích thước nhỏ gọn còn cho phép Surface Go 2 có thể nhét vừa bất cứ chiếc túi nào, dù là ba lô đi học của các bé hay là túi đeo chéo của các bạn học sinh. Một điểm đặc biệt ở tất cả các dòng máy của Surface và đương nhiên là Surface Go 2 cũng không ngoại lệ, đó chính là bàn phím có thể tháo rời và chân đế kickstand được thiết kế chắc chắn có thể mở rộng đến 165 độ. Những đặc điểm này giúp cho bạn có thể sử dụng máy một cách linh hoạt hơn, có thể dựng thẳng như một chiếc laptop bình thường khi chúng ta gõ văn bản hoặc là đặt song song với mặt bàn để chúng ta ghi chép hoặc là vẽ. Thực sự là vô cùng tiện lợi với những bạn học sinh, sinh viên muốn ghi chú nhanh chóng trên các file tài liệu có sẵn trên máy như là slide bài giảng. Và một điểm đặc biệt nữa đó là Surface Go 2 không tản nhiệt qua quạt. Vì thế khi bạn sử dụng ở trong môi trường cần sự yên tĩnh thì cũng không lo bị ảnh hưởng tới những người xung quanh. Đặc điểm thứ hai cần nhắc đến đó chính là cổng kết nối. Ở phiên bản thông thường thì Surface Go 2 vẫn sử dụng cổng kết nối độc quyền Surface Connector như một phiên bản tiền nhiệm của nó. Bên cạnh đó, nó được trang bị một cổng USB Type-C, jack cắm tai nghe 3,5 mm, khe thẻ nhớ microSD. Còn ở phiên bản LTE thì chiếc máy này được trang bị thêm một khe cắm thẻ nano SIM giúp việc kết nối Internet một cách dễ dàng hơn. Theo mình biết thì nhiều trường đại học ở Việt Nam chưa được trang bị Internet ở các lớp học. Vì thế, khi dùng Surface Go 2 phiên bản LTE thì việc học tập của bạn ở trường sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ ba là về bàn phím và touchpad. Điều đáng buồn ở đây là khi mua Surface Go 2 bạn sẽ không có thêm bất kỳ phụ kiện gì ngoài chiếc tablet. Để có thể sử dụng chiếc máy này như một chiếc laptop thì bạn cần phải mua thêm bàn phím Type Cover do Microsoft sản xuất. Thế nhưng bàn phím này lại có giá không hề hạt rẻ nếu đối tượng sử dụng là các bạn học sinh, sinh viên. Bù lại, với giá tiền bỏ ra trong một chiếc bàn phím để tablet có thể sử dụng như một chiếc laptop thông thường thì theo mình ai cũng nên mua. Bàn phím Type Cover có nhiều màu sắc cho mọi người lựa chọn, cụ thể như là màu bạch kim này, màu đỏ này, màu xanh, và đặc biệt bàn phím còn được làm bằng chất liệu vải Alcantara cao cấp, có khả năng chống nước và mang đến cho người sử dụng cảm giác nhẹ tay khi gõ phím. Về touchpad trên Surface Go 2 thì nó có độ nhạy cao, di chuyển mượt mà và không gây loạn cảm ứng khi sử dụng. Tiếp theo nữa là về màn hình. Surface Go 2 được trang bị 2 camera chất lượng cao. Camera trước thì có độ phân giải là 5 megapixel, camera sau thì là 8 megapixel, có khả năng tự động lấy nét và quay video ở chất lượng 1080p Full HD. Với chất lượng camera như vậy thì chiếc máy này phục vụ tốt cho việc học online hoặc là video call tán gẫu với bạn bè. Chiếc máy này thì có kích thước màn hình là 10,5 inch với độ phân giải là 1920x1280, mật độ điểm ảnh là 220 ppi giúp việc xem phim giải trí ở mức độ tốt nhất. Màn hình Surface Go 2 có độ sáng là 400 nits. Với độ sáng như vậy thì khi bạn học tập, làm việc ở ngoài trời thì màn hình vẫn hiển thị rõ một cách hoàn hảo. Thứ năm là về cấu hình và giá bán. Về cấu hình, Surface Go 2 có hai option lựa chọn, đó là chip Intel Pentium Gold 4425Y và chip Intel Core m3. Với cấu hình thấp nhất của máy là Pentium Gold 4425Y, 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, thì có mức giá hiện tại trên trang chủ của Microsoft là 399,99 đô. Việc sử dụng cấu hình này chỉ phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên sử dụng những tác vụ học tập cơ bản như là Word, này, PowerPoint, Excel hoặc là nhu cầu giải trí lướt web nghe nhạc mà thôi. Vậy là Hiền Phương đã vừa giới thiệu đến các bạn là Surface Go 2, một sản phẩm cực kỳ phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên muốn có một chiếc máy Surface để phục vụ cho việc học tập và giải trí của mình. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về dòng máy này, hãy để lại bình luận cho Hiền Phương ở bên dưới nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.